Chippy, còn đây là bài học của Chippy. Đây, chính rồi. Đây bài học Chippy. Cái gì đó? Phải tránh này ra thì mới đúng bài học đây. Để coi bài học bị có gì nha. Trái tim. Trời, hình trái tim có gì đâu? Có gai đó ba. Gai gì đâu sợ. Bi đang làm gì ở bài học Bi vậy? Đây 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 đây, bài học Bi nè. Wow, đây là cái gì? Đây được chơi. Trời, Bi ỷ Bi nhà giàu, Bi có nhiều đồ chơi hơn nhiều bạn chứ gì? Cho nên Bi khoe đồ chơi đúng không? Không, Bi tự làm đồ chơi vậy. Wow, tưởng tiết kiệm tiền mà vẫn có đồ chơi Bi tự tạo ra luôn hả? Bi tạo bằng cách nào vậy? Thì Bi lấy ra đi. Wow, ơi chết rồi. Đây là dán keo hay mặt dán vô đây hả? Ba lỡ xé ra rồi. Không sao, Bi hiền lắm. Bi giỡn thôi chứ Bi hiền thiệt. Đây đây. Ủa cái này là Bi vẽ luôn hả? Đây là hai cái chân đúng không? Hai cái chân mà không có bàn chân vậy. Trời ơi, vẽ cái lỗ tai thỏ mà như hai cái bàn chân vậy. Đây là thỏ ba, thỏ mẹ là Chippy đúng không? Vậy là tính ra Bi nó cũng thương tôi, nó có vẽ tôi kìa. Tôi là một con thỏ đó. Không phải, đó là anh. Trời, nó vẽ anh nó. Nó không vẽ tôi. Thôi kệ, nó thương anh nó cũng được. Ủa, mà nhớ tôi có một đứa con là Chippy. Tôi đâu có đứa con trai nào mà anh nó. Anh nào vậy? Anh nào? Này nè. À tôi là anh hả? À? Ừ vậy cảm ơn Bi, vậy là Bi nó vẽ anh là vẽ tôi á. Rồi tính ra cảm ơn em nha. Ủa tôi ba nó hỏi tôi anh nó. Ông nội. Xin lỗi vì nói quá xàm nha. Thôi mình tập trung vào mấy cái này đi. Này là Bi tự làm đồ chơi sáng tạo nè, cái này là gì Bi? Nè cái này là. Này là gì, này là gì? Nó lại lên lên chậm quá. Người ta bỏ đi hết rồi. Chậm quá, lại lên. Nhanh lên. Nhanh. Cái này đồ chơi giấy có thể ăn được. Cái này đồ chơi giấy mà ăn được hả? Trời ơi, đúng là lúc tôi đang đói bụng. Nó ăn được mà. À thì ra là dán đồ ăn vô hả? Đâu đâu đâu, làm lại. Xong đồ ăn có dán bằng keo, xong đút vô miệng con này. Quá, wow, giống ảo thuật quá vậy. Biến mất luôn. Bi tự sáng tạo đồ chơi luôn người ta. Ơi sáng tạo cho ba đồ chơi. Ba thích mấy chơi game á, sáng tạo cho ba đi. Ok hay vậy ta. Ủa này là gì? Này ngôi nhà. Quá, wow, mấy cái này là ngôi nhà. Bi gắn mấy cái này vô là Bi gắn hết đúng không hả? Là đồ. Đồ trong ngôi nhà hả? Ủa này là gì? Quá wow, này tôi Bi tự vẽ luôn hả? Sao Bi biết vẽ đẹp quá vậy? Bi còn nít mà sao biết vẽ? Không, Bi nhờ cái này. Đó quá. Quá, Bi tự cắt, tự làm đồ chơi luôn nha. Quá. Công nhận. Coi bài học Bi có gì nữa nha. Quá, quá trời đồ chơi luôn nè. À, cái này là đồ chơi con chó nè, có cái chân nè. Ba đáng là một con chó đang ngồi đúng không? Có cái đuôi nè. Em bé bà ơi. What? Trời ơi. Trời đồ chơi vậy vậy? Sao cái mình là con chó mà cái mặt là em bé? Giống bà. Giống tôi hả? Giống tôi ý là sao ta? À là cái mình tôi là chó, còn mặt tôi là bà. Ý là chửi bà hả? Không, nói giỡn á, dễ thương giống ba. Mấy bạn nhớ, mấy bạn không có tiền mua đồ chơi cũng đừng đòi ba mẹ mua nha. Có thể tự làm đồ chơi giống Bi nè, sáng tạo, vừa học vừa sáng tạo luôn. Vừa chơi, quá lật qua trang thứ hai là Bi đang học toán nè. Thôi đi, đúng rồi đó, nãy giờ lo chơi làm đồ chơi mà đi làm việc đi. Làm việc đi con. Trời, tưởng đi làm việc thì ra là gắn chú thỏ vô bàn làm việc. Là chú thỏ đang làm việc á hả? Máy tính đây hả? Trời, tưởng nghỉ chơi rồi, ai nhè. Ủa đây là bài học của chú Bi, vậy là Bi ngồi ghế đây hả? Quá, chú Bi ngồi ghế đây học. Vậy là Bi rất là nghiêm túc. Quá, cái ghế này ngồi hai người học được luôn. Hả? Đi ra, đi ra, đi ra. Thì ra đây không phải là cái ghế mà giả bộ. Đây là mật thất giấu đồ chơi của Chippy. Chippy lén ba mẹ. Giả bộ học thì ra là lén đồ chơi bỏ ở đây đúng không? Thì ra là Chippy bỏ đồ chơi ra giấu để chơi đúng không? Bạn học Chippy gì mà không có bút viết gì hết á. Tôi còn thấy có búp bê nè mà không có bút viết. Vậy là xạo rồi. Đây không phải bàn học, đây là bàn chơi đúng không? Sao không thấy cái bút nào vậy? Trời, trong búp bê có cái viết luôn nè. Tiếng tạo cái vậy? Thì ra hộp bút là con búp bê. Thì ra là giả bộ đánh lạc hướng mà. Búp bê á là hộp bút, còn hộp bút á thực ra là búp bê, đúng không? Quá, wow, hộp bút có thể xoay luôn nè. Quá. Wow. Đâu để coi bài học tới bê có gì nữa. Đây 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 đây, đựng dụng tập nè. Quá, wow, bút màu. Bút màu này có gì đặc biệt không? Bút màu này không có gì đặc biệt đâu. Cái nắp nè mở không được luôn, cứ ngắt là ve đồ dởm rồi. Thực ra là mở dưới ở trên giả bộ thôi. Quá, wow. Hộp bút này tính ra sẽ nè, cái nắp giả bộ thôi để người ta không lấy cắp của mình. Thực ra là mở ra từ cái đuôi. Wow, tưởng mở từ cái nắp ở trên đây chứ, đánh lạc hướng rồi. Qua để coi tiếp theo là gì. Quả hộp bút. À vậy là tôi đoán đúng rồi, cái này là hộp bút. Sai. Chứ là gì? Sắp tô màu. Hả? Đây tưởng là hộp bút nhưng mà đồ để tô màu. Lấy màu lên tô nè. Ủa chứ Bi đánh lạc hướng quá à. Ừ, tiếp theo coi. À thì ra là Bi giấu đồ chơi. Vậy là Bi giả bộ lén ba. Ba nói là đồ dùng cô tập mà sao Bi lén giấu đồ chơi nè. Đây là con robot nè. Sai. Cái này là đồ gọt bút chơi. Đồ gọt bút chơi hả? Cũng dùng cô tập luôn hả? Vừa là robot vừa dùng cô tập. Quá trang ghê quá vậy. Quá, wow, bỏ bút chì vô, đút vô cái lỗ này xong xoay robot là trở thành được chú bút chì. Wow. Tiếp theo, à, thì ra cái này là hộp. À, vậy hồi nãy giờ đánh lạc hướng. Vậy thì ra cái này không phải hộp bút đâu. Ba đáng cái này không phải hộp bút. Tôi quá thông minh. Không lừa được ba nữa đâu. Cái này hộp bút thiệt. À, lần này mới đúng hộp bút thiệt hả? Hộp bút Minecraft hả? Hộp bút này có gì vậy? Hộp bút thì có bút. À, tôi quá thông minh. Quá, wow. Trời, tất nhiên là không có gì hết. Ủa, sao không có gì hết đi lùi vậy? À, đây có sạc ba tê kéo cái nữa mới được.
Trời ơi, thì cũng là bút thôi, có gì đâu. Tôi sẽ cho một chiếc bút cùng chiếc bi. Chiếc bi nhiều bút quá nên không biết đâu. Ha ha, tôi lấy cái bút à. Con dán. Hả, sao con dán trong đây? Dán đồ chơi, ai mà lấy sẽ bị hù. Hả, thì ra là cạm bẫy. Ủa, trong mấy cái món này cũng có cạm bẫy nữa hả? Quá, wow, cho bút xoay xoay này. À, có cây bút hình búp bê. Vậy tôi đoán là búp bê hoặc là cây bút. Ba đoán búp bê hoặc cây bút. Wow, sai. Hả, chứ không phải búp bê là giết cây bút. Là gì? Hả? Cây đũa ăn cơm. Hả? Trời ơi. Bạn học của Bi bày bộ quá à? Không, Bi lấy ra học nhiều quá nên nó bừa bộn thôi. Quá, wow, vậy là Bi xếp gọn rồi. Nhưng mà Bi lấy hết món này đến món kia ra học cho nên nó bừa bộn lại hả? Quá, wow, đúng là một em bé. Xạo quá. Chắc không? Chắc là học nhiều không? Thử đố đi. À, đố một câu để hỏi coi phải Bi học thiệt không không? À, tôi đố đố hồi nãy ba làm gì? Trời, đố vậy sao biết? Đố cộng trừ nhân chia. À, học là phải đố toán hả? Dụng cụ tập của Bi toàn đồ xịn mà. Tôi ganh tị quá. Tôi phải kiếm một món nào đó giỡm giỡm để tôi nói là Chippy có đồ giỡm chứ không có đồ xịn để chọc Chippy. Nè Bi, Bi, Bi. Ờ, tưởng dụng cụ tập của Bi xịn thì ra cái quạt này nó bị hư rồi nè. Để lên giày, cánh quạt nó bị hư rồi nè. Làm sao quạt được? Trời, nhấp bằng tay luôn hả? Ây da. Đang học nóng có thể quạt. Qua lo sao giờ lỡ mà cúp điện. Vẫn học được, cúp điện nóng quá có thể lấy quạt tay ra. Tiếp tục học chứ không có nghỉ. Wow, này là gì nữa? À, ba hiểu rồi, có một cái nắp về đựng đồ chú bút chì đúng không? Vậy là đồ chú bút chì. Chứ lại gì, đồ chú bút chì chứ gì. Chuốt xong cái bút chì nó vô được cái này rồi mở ra đi dục thôi. Wow, đen màu trắng lăn cái là nó ra tán cộng dừa nhân chia để học ở đây mà hả? Wow, xịn quá vậy. Ê, ê, ê. Thấy rồi nha, thấy rồi nha. Wow, Bi nó ăn bánh, nó ăn vụng, nó giấu đồ ăn, ăn vụng. Vậy là em bé lười biến. Ba sẽ phạt Bi. Sai, không phải là bánh. Không phải là bánh cái gì, đây là vỏ bánh rõ ràng mà. Đây hộp bút. What? Ủa, wow, mở ra được hộp bút hả? Thực ra giả bộ là bánh thôi, nhưng mà có thể bỏ bút rồi kéo lại đi. Kéo lại thử coi. Wow, kéo lại là đựng bút luôn. À, cái tay tôi rồi. Hả? Ê, cái ngón tay tôi đâu, trả ở đây. À, trả một ngón tay lại cho tôi. Rồi, ok. Ba xạo quá. Còn này là gì đây? Wow, đẹp chơi. Wow, đẹp quá vậy. Xé ra, dán vô lại được luôn. Có thay đồ được không? Đồ. Trời ơi, wow. Wow, có mấy cái bộ đồ. Để bộ đồ này dán cho em bé đi. Dán cho em bé nè. Xịn vậy. Wow, rất là nhiều em bé. Có tóc. Wow. Wow. Wow, trời ơi, có một bộ à. Có mấy cái đó à, chơi ghế cũng chán à. Thôi chơi khác. Trời, tưởng có một cái đó. Ai nhè, có rất nhiều bộ nữa nè. Wow, thêm một bộ nữa nè. Hai bộ. Học tiếng Anh nữa. Thật hả, đẹp quá vậy. Wow, sáng tạo quá vậy. Số là cũng là các con vật luôn. 1, 2, 3, 4, 5. Quá, chỗ tháo ra là một hình khác chứ. Ý, cái cặp đi học của Chippy. Đúng rồi, không có Bi ở nhà nên mình lén, mình sẽ review cặp của Bi cứ có gì nha. Bi đi học đem theo cái gì? Bây giờ mình sẽ bắt đầu mở ra. Mình lén review không cho Bi biết. Hey, what happened? Ủa, sao mẹ Chippy đánh ba vậy? Chơi kỹ vậy? Lo nấu ăn thì lo nấu ăn đi. Duyên quýnh tôi để tôi review cái cặp Chippy. Ây da. Bi nó ở nhà hàng gì nãy giờ nó ngồi ghế đây tôi không thấy. Bi đi học đem theo cái gì? Đây. Cục này màu đen đen lấy gì đây? Không biết chơi sao luôn á. Chơi sao vậy Bi? À. Trời ơi, thì ra đập vô đầu nó tách ra hả? À, tách ra có kẹo. Đập vô đầu đau. Thôi, đau lấy kẹo ăn cho nó ngọt. Ok, không sao, đau cũng sao. Bi ăn hết rồi. Trời ơi, đau đầu tôi mà còn không được ăn kẹo, nó ăn hết rồi. Dạ. Hả? Đem theo cái gì vậy? Chippy lục ra nè. À, mấy cái này là mấy cái hộp để làm tranh 3D đúng không? Trời ơi, hộp để kẹo mà để là cái dụng cụ làm tranh 3D đâu? Tranh 3D cho ba coi coi, bị làm thế nào rồi. Nè. Trời ơi, này là gì nữa? Trời ơi, đem bộ đồ chơi. Ủa mà Bi đem cái này cho mấy bạn chơi hả? Trời ơi, bao lì xì. Đây bao lì xì hả Bi? Bao lì xì hình Doraemon. Đây nè, tranh 3D nè, Bi nó lấy theo làm tranh 3D nè. Lấy mấy cái hộp để đựng trong mấy cái hộp để chấm vô bức tranh. Bi chấm được hai con mắt rồi. Nè. À, lấy cái này nè, hít vô xong chấm vô mắt. Tụi này là gì đây? Mắt chế ra được không? Sao hả? Lục. À, bỏ vô hả? Bi không thích bù bộn nha. Bi nó rất là gọn gàng. Đó, gọn gàng thấy không? Gọn gàng tới nỗi mà bỏ cái quần vô đi học luôn thấy không? Gọn gàng dễ chưa? Đem đi học tóc suông ngược. Bi đem cho bạn Bi chơi đúng không? Đúng không Bi? Bi.
này là Tiger của Chippy. Ủa sao con chó mày đặt tên là con cọp tên Tiger? Tại sao? Tại nó có bầu. Trời con này đang có bầu nha. Ủa mà tên nó liên quan gì tới nó có bầu đây? Trời ơi, đem theo kẹo. Lột ra sao còn nguyên nguyên cục kẹo vậy? Lột cục này ra xong thấy màu vàng. Thấy thối quá à. Ủa sao vậy? Kẹo này sao thối? Củ kẹo này có gì đâu thối. Thối quá. Trời ơi. Ủa đi học đem gì cô có la không? Không. Trời ơi sao cô không la? Léo. Trời ơi đem gì cô la nha. Ngày mai là không được đem theo vậy nha. Nè tranh 3D của Bi nè. Đúng là tranh 3D. Làm xong không thấy cái bức tranh đâu luôn. Vậy làm chi vậy? À tại đi học lớp lá nên chưa có bài vở nhiều đúng không? Nên được đem đồ chơi nhiều hả? Nghe xì lam nè, ghê quá à. Ủa, nhớ hồi sáng Bi đem quá chiếc kẹo mà hôm nay còn mấy cục vậy? Cho bạn hết rồi. Bi đó, rất là thích chia sẻ nè. Đem đồ chơi theo là chủ yếu là chỉ cho mấy bạn chơi hay là Bi chơi vậy? Cho mấy bạn. Cô giáo học phụ huynh nói là giả bộ làm chị đại. Đem đồ chơi theo phát cho mấy bạn bè đàn em chơi nè. Đồ chơi cho mấy bạn chứ ở nhà Bi nó chơi chán rồi. Ở trong trường nhiều đồ chơi lắm mà. Đó, đem 10 món về, đem về có 8 món thì sao? Thì ba mua cái khác. Trời ơi. Rồi ở đây là hết rồi nè, thuốc sổ mũi của Chippy. Nè đồ chơi rồi hết rồi. Rồi ai còn hai bên nữa. Đây hai bên có gì đây? Đây, hàm răng mà. Halloween nè. À coi nè. Quà đồ chơi không mà, nói chung là đồ chơi không mà. Thôi cho tôi món đồ chơi nha. Ừ cho ba. Trời ơi, sao trong tất cả đồ chơi có một cục gạch? Ủa lẩm ở trường vậy hả? Gì vậy? Biết nữa. Cái bà. Thì ra là Bi nó làm tranh 3D. Nè cái này nè, để hít vô gắn vô tranh 3D nè. Nó thấy cái màu giống quá, nó tưởng cái đồ làm tranh 3D của nó đem về nó gắn vô cái tranh 3D đó nè. Gắn vô con mũi của con gấu không? Nè cái lỗ mũi là gắn vô. Ơi chen luôn. Vô này gắn 100 cái, gắn này vô chỉ cần một cái là đủ hết luôn. Khỏi gắn 100 cái kia. Wow.